Rồi, ok 500 anh em. Và hiện tại bây giờ tôi với Sammy đã đi đến thành phố mới để bắt đầu công việc làm đầu bếp đây nè. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay mặt lại để xem coi gương mặt của đối phương như thế nào. Rồi, chuẩn bị chưa? Trời ơi, sao nghe như sâu hẹn hò vậy? Thì mình vô game mình phải coi nhân vật game của mình như thế nào chứ. Rồi, chuẩn bị nè, 3 coi có hợp đúng không? Có hợp đúng rồi. Làm đầu bếp không đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn bị nè, 3, 2, 1. Quay lại. Ê, ghê quá vậy. Đó, tao bắt cái đồ gì kì vậy? Trời ơi. Ủa, sao mà tôi thấy Sammy trong game này nhìn đẹp mà sao nhìn tôi trong game nhìn ghê quá vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái gì đây? Tôi nhìn đoạn đầu tôi nhìn cũng ok đẹp trai. Quay qua cái thấy nguyên mặt cái quần xà lỏn luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, phải đi bơi đâu. Không phải, không phải. Tại vì là tôi lấy hết tiền tôi mua bộ đồ, nhưng mà chưa kịp mà mua cái quần thì hết tiền rồi. Cho nên là mặt tạm vậy, hiểu không? Là tí nữa ra làm việc là lãnh được tiền là đi mua cái quần nè. Đúng rồi, đúng rồi. Cái tiền lương tháng đầu tiên là sử dụng để đi mua cái quần các bạn. Nghèo, dễ sợ nghèo. Mà Sam thấy ở đây tôi đẹp trai không? Tôi còn mua thêm cái mắt kính này với lại tôi mới đi cắt tóc nè. Thấy đẹp không? Trời ơi, nhìn thì gớm cho đẹp trai chỗ nào. Trời ơi. Mắt kính hình trái tim luôn nè. Đó, cái này là kiểu cái này. Trời Sam ơi. Biết tại sao lại đeo mắt kính hình trái tim không? Sao vậy? Có nghĩa là nhìn Sam là đôi mắt của Phong nở hình trái tim đó. Bữa quá ghê quá. Tôi tưởng mới trốn chạy xong nhìn. Thôi mệt quá, trốn chạy gì mà trốn chạy. Ra ngoài đây Sam. Rồi, review. Ủa, gì đây? Sẽ giới thiệu với Sammy và mọi người. Đây chính là căn nhà của Phong và Sam. Và Phong với Sam sẽ sống trong căn nhà này, hiểu không? Đó, nói chung là nhà bọn mình giờ là cũ kỹ lắm. Đó, chuyển qua game nhà, mới cho nên là nghèo luôn rồi đó. Cái nhà gì đâu mà không có cái gì ngoài cái tivi vậy? Ủa, rồi bàn ghế đâu? Giờ mỗi lần ngồi coi tivi thì sao? Thì mình coi tivi á thì mình ngồi xuống đất mình coi nè, có cái thảm nè, thấy không? Mình ngồi xuống đất mình coi. Coi đây. Đúng rồi, mình ngồi. Hai đứa mình ngồi nè đó. Coi. Thôi. Quá trời luôn, mình không còn một miếng tiền nào luôn á. Rồi, còn ở trong đây là gì đây? Ủa, trong đây là nhà tắm. Wow, nhưng mà sao nhìn trời nó. Trời ơi, nhìn nó giống địa ngục quá vậy. Ghê quá. Tôi ra ngoài kia tôi đi toilet còn sướng hơn trong này. Dơ quá trời quá đất luôn nè. Cái này cũng dơ quá trời nè. Trời ơi, đó, nói chung là qua game mới giờ nghèo các bạn, không có tiền mua đồ xịn các bạn, hiểu không? Đó, rồi, ok, cái này là gì đây? Ôi, tắt đèn. Bật đèn rồi. Còn phòng này là phòng gì đây? Tắt đèn đi, nhà nghèo lắm, tắt đèn. Ôi, bật đèn, tôi review nhà đó bạn ơi. Nhà có gì đâu review. Cái này là cái phòng ngủ nha các bạn, nhưng mà chẳng qua là chưa có tiền mua giường ngủ cho nên là chưa có giường ngủ. Ừ, nói chung là vậy đó. Rồi thôi mình đi ra ngoài đi. Trời ơi, cái phòng review không nhanh nhất có thể dễ sợ luôn. Bây giờ mình với Sammy sẽ đi ra ngoài đó. Nói chung là nhà ông mình mới thuê ở đây nữa các bạn. Rồi ông nào phơi quần áo chứ. Sam, bây giờ nè, Phong nói Sam nghe nè. Bây giờ chúng ta đã chuyển một cái game mới rồi. Phong xin giới thiệu với Sam một cái người mà từ đó giờ có thể Sammy gọi là chưa gặp bao giờ. Ai vậy? Đây, đi theo Phong. Đây thì như các bạn thấy đây chính là ba của tôi. Ba của tôi cũng đeo kính giống tôi đó, thấy không? Đó thì ba tôi đưa tôi cái chìa khóa nè. Đây, cái chìa khóa này sẽ là cái chìa khóa để chúng ta mở cái cửa hàng của chúng ta. Rồi đi vô. Rồi từ bây giờ chúng ta cần phải bật đèn ở cho nó sáng đã. Từ chỗ nào? Ở đây. Cái đèn đâu? Wow. Sao nhìn nó nát chứ vậy? Trời ơi, nhìn cái gì đâu thì ghê quá vậy? Ủa thì cái này là cái nhà hàng cũ mà, thì tất nhiên là nó phải nát rồi, mình phải sửa sang lại, hiểu không Sam? Đó, bây giờ nè, Sam đi phụ Phong lụm mấy cái bịch rác nè. Đó, bỏ vô. Đây đó. Dọn dẹp, nói chung là dọn dẹp cho sạch sẽ đó. Đấy, gom trời rác nè. Lần này là tôi được phụ Phong cận các bạn ơi. Lúc trước là phụ quán nét là cho nhìn thôi, bây giờ được làm rồi. Trời đúng ơi, rồi, lúc quá. Trước á là Sammy chỉ ngồi coi mình chơi thôi, nhưng mà bây giờ Sammy phải phụ mình, mày hiểu không? Rồi bây giờ mình phải lau nhà nè. Đó, lau nhà nè. Đó, rồi sạch rồi nè. Bên này nữa nè. Wow, tính ra là mình phải dọn dẹp kỹ càng quá ha. Rồi ok. Còn gì không? Bây giờ bây ba tôi kêu là hãy sửa lại cái tường ha. Bấm chữ tab nè. Hình như là phải sửa lại cái tường Sam ơi. Tường ghê quá. Đây có cái tường miễn phí không đồng nè, được. Lấy cái tường miễn phí không đồng đi. Đó, sơn lại nè. Trời ơi, đỉnh quá vậy. Rồi đó, xong. Rồi, sau khi mà sơn xong cái tường thì ba tôi kêu rằng là hãy sửa lại cái sàn nhà, tại cái sàn nhà bị hư rồi. Ok, rồi sửa lại sàn nhà luôn. Rồi đây, bấm vô đây, chọn phần sàn nhà. Đây, sàn nhà không đồng nè, rồi chọn nè. Đó, sửa lại. Lát gạch lên, hiểu không? Không, lát gỗ lên, cái này là gỗ chứ không phải gạch. Rồi, ok, xong. Rồi bây giờ ba tôi kêu là con hãy nhấn nút C đi. Gì kỳ quá vậy? Nhấn nút C nó hiện ra cái búa nè, thấy ghê không? Gia đình tôi là có phép thuật sao mà. Đó, nói chung là bấm cái là đây. Xuất hiện à, đó kiểu vậy. Đúng đó. Rồi, giờ ông gõ bên kia tôi gõ bên này nha, đúng không? Sammy sửa ghế bên kia phụ Phong đi, Phong sẽ sửa ghế bên này. Ủa sửa được. Ủa? Ủa sao không sửa được? Ủa? À không, Sammy, cái này không phải là sửa, cái này không phải sửa mà cái này mình phải bán, Sammy. Đó, mình sẽ bấm nút F nè. Để mình bán. Rồi đó, mình bán. Rồi, mình bán hết luôn. Rồi.
đó. À, rồi ok, cái gì cũ là bán hết rồi. Bây giờ ba tôi kêu là sau khi bán xong con hãy mua cái bàn mới đi đó. Bây giờ Phong sẽ vô đây Phong mua cái bàn mới nha. Hai Phong cái nghĩ bàn. Là bây giờ mình mua cái bàn nhỏ nhỏ thôi đó. Sammy phụ Phong với một cái bàn đúng không? Rồi một cái bàn nè, ok bên đây nè, hai cái bàn rồi. Không biết mua. Mệt mà thì cứ rồi để tôi tự mua. Tôi chỉ biết phục vụ thôi chứ tôi không biết mua. Rồi ok, nói chung là bây giờ tôi với Sammy đã trang trí xong cái nhà bếp của chúng ta nè các bạn. Và bây giờ bọn mình sẽ cần phải đi chợ mua đồ ăn hả? Rồi ok, đi chợ mua đồ ăn đi Sammy. Sammy bây giờ mình đi đây, chợ nè đây. Ok, chợ ở đâu ta? Dạ. Bên này là gì? Bên này là gì đây? Bên này là cửa hàng bán thịt. Wow, ở đây có xúc xích nè, sao có xúc xích nè. Trời ơi trời, cái này là ăn đậu nó vô nó ăn một cái một là hết nguyên cái tiệm chứ sao vậy. Wow, anh chủ quán nhìn ngầu dữ ta. Trời ơi, tôi thấy anh chủ quán này tôi nghĩ là tôi sẽ đặt tên cho anh chủ quán này là Kairon nha mày. Sao anh chủ quán anh này mặc đồ đỏ nè, còn đeo mắt kính đỏ y hệt Kairon luôn nữa. Ok. Đúng rồi, rồi. Đây nói chung là bên đây là cửa hàng bán thịt nha các bạn nha. Rồi để mình xem. Ủa, coi. Ủa mà mình đi siêu thị làm gì vậy Phong? Mình đi siêu thị mình mua đồ ăn chứ mình đi siêu thị để mình làm gì mà đòi, cho nên mình đi siêu thị để mình đi ngủ. Tào lao. Mệt quá, tôi hỏi bắt mẹ rồi. Rồi. Bà hỏi vô lý. Đây, rồi bây giờ bên đây sẽ là nhà hàng nè. Wow, anh nhà hàng này thì tôi nghĩ tôi sẽ đặt tên là chị cá mui. Lại mặc đồ xanh lá cây nè. Thôi thôi, bỏ đi bỏ đi. Mui coi được mui đánh tôi chết. A few moments later. Dạ rồi, cảm ơn ông chủ nhiều nha. Rồi về về Sammy, mình lấy được đồ rồi nè. Mua gì chưa? Mua đây đây, chưa, mua chưa? Rồi mua rồi, tôi mua hết đồ rồi. À, ok đem về nhà, đem về nhà. Bây giờ ba tôi bảo tôi là hãy mau mở cái thùng ra. Ok, mở cái thùng ra. Ủa xong có gì bên trong vậy? Xong có gì trong cái gì? À đây. Cái thùng đó. À. Wow, đồ nó bay. Đồ nó bay lung tung hết. Rồi còn cái thùng vừa dục ở đâu? Thôi để thùng bên bàn đại đi. Đó, rồi lụm sao mày? Lụm. Đó. Lụm. Rồi đem bỏ ở đây, đem bỏ trên bàn. Trời ơi, tôi không biết, tôi quăng tùm lum hết trơn. Ồ, Phong ơi chơi đấu kiếm Phong. Chiêu. Cái này là game nấu ăn mà thôi. Cái này ok là cái gì vậy? Sao nhìn như game đấu kiếm vậy? Cái đó là cái đồ để xuyên thịt bò. Xuyên thịt. Rồi, xếp xong đồ xong rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái bước tiếp theo nha các bạn nha. Mấy bạn biết bước đó là bước gì không? Chẳng lẽ mở nhà hàng mà lại đi bán gấu bông đúng không? Mở nhà hàng tất nhiên là phải bán đồ ăn rồi. Nên là bây giờ rồi. Mình sẽ lại đây. Mình sẽ chọn phần menu nè và mình sẽ bán món thịt bò bít tết. Đó. Ok. Tôi thích thịt bò bít tết. Rồi, ok xong. Và bây giờ nó sẽ có một cái phần hướng dẫn cho mình gọi là đi mua đồ ăn nè. Đó, sau đó là mình sẽ lấy cái đồ ăn đó mình nấu đồ ăn cho khách. Ok rồi, hiểu. Rồi bây giờ là phải đi mua đồ nè. Đi rồi mua bây giờ ổng kêu mình là đi đến tiệm hoa quả đúng không? Hình như bên này nè, sao bên này nè. Ủa rồi giờ mình mua gì ta? Giờ trong đây nhiều đồ quá, tôi không biết mua gì hết Sam ơi. Cà chua nè. Tomato, mua 5 quả cà chua. 5 quả cà chua hả? Ok, đây tôi mua 5 quả nè. Rồi. Bây giờ mua 5 quả tiếp theo là 5 quả gì đây? Tôi không biết. Không biết thì dùng Google dịch. Trời ơi, như là hành tây á. Hành tây chỗ nào vậy? Hành tây là cái nào? Hành tây bên này nè. Hành tây đúng không? Nó hành tây màu cam đúng không? Hành tây nè. Nhưng mà hành tây nó bị khóa rồi, không có lấy được. Ủa đâu? Tây nè, tây. Ở bên này, bên này nhầm, bên này. Rồi ok, sau khi mua xong chúng ta sẽ lại đây chúng ta tính tiền nè. Rồi đem về nhà. Ok. Rồi bây giờ mình về nhà mình mở cái hộp ra, sau đó mình sẽ lấy đồ ăn ở bên trong ra. Đó, lấy. Ok, trời ơi. Sao nó văng lung tung quá vậy? Ở nhưng mà giờ cái này mình lấy thì mình để đâu vậy Sam? Để đây nè, tôi nghĩ để đây nè. Đây nè Sam, đây nè, có cái hộp tủ nè Sam, mình bỏ vô cái tủ cho nó gọn. Trời ơi. 11 là bọn mình phải mua cái tủ lạnh nha các bạn nha, chứ không ai để đồ ăn trong đây hết trơn. Để đây là hư hết. Rồi, bỏ đồ ăn vô nè. Đấy, gần xong chưa? Rồi còn trái cà chua cuối cùng. Trời ơi. Cái game này để từng món vô mệt thiệt sự. Ủa sao? Chừng còn hai cái còn rớt đi. Không phải tôi nha, tôi là sợ đó. Rồi tiếp theo hãy đi đến chỗ Butcher Shop hả? Đúng rồi, mình bán bò bít tết thì mình phải có thịt đúng không bạn? Đây, 200k rồi. Một phần thịt. Ok, mua hai phần đi. Mua hai phần hay một phần ta? Thôi chắc rồi, một phần thôi ha. Rồi. Ok, thấy một phần là đủ rồi bạn ơi. Mình đang nghèo mà mình không nên tiêu tiền phung phí, bạn hiểu không? Đó. Ok. Để lúc mà khách tới ông cắt miếng bò mỏng vô. Rồi bây giờ cắt miếng bò mỏng vô hả? Đúng rồi, mỏng vô như tờ giấy gì đó, xong mình nướng lên cho người ta. Rồi, bỏ thịt bò vô nè, bỏ thịt bò vô nè. Trời ơi, để đây không hư tôi làm con không? Thì hết chỗ để rồi, giờ phải để em đó thôi chứ giờ biết sao giờ. Rồi đóng tủ lại. Ủa, sao có miếng bị rớt xuống đất nè Sam? Sao lần nào cũng có miếng bị rớt xuống đất vậy? Phòng đâu có la Sam đâu. À đây mình bỏ thịt vô trong cái tủ này được nè. Ok, để em tủ này rồi. Nghe hợp lý đó. Rồi bây giờ chúng ta đã có thịt bò, có rau rồi nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ nấu ăn. Đó, bây giờ mình sẽ thử tài nấu ăn nè.
Bây giờ tôi với Sammy hai đứa bọn mình sẽ cùng nhau thi đấu, coi ai có thể nấu được món bò bít tết ngon hơn thì người đó sẽ được làm chủ quán một ngày, ok không? Trời ơi, nhìn thôi, nhìn cái giao diện thôi biết ai chủ liền, nhìn đông giống như nhìn cái giao diện thôi là biết liền. Nhìn tôi mặc đồ sang trọng như thế này là người ta biết đầu bếp chuyên nghiệp mà nha. Trời ơi nè, bây giờ tôi sẽ lấy miếng bò từ trong tủ ra, để lên cái dĩa. Lấy cái dao cắt coi. Cắt nè, đó, đó, đó. Đó, thành hai miếng bò. Trời ơi, ghê quá. Rồi, sau đó mình sẽ bỏ gia vị lên miếng bò đúng không? Đây. Rồi, này là muối nè, cái này là muối nè. Rồi, bỏ vô. Đó, rắc rắc gia vị vô. Rồi, tiêu, cái này, không, cái này mới là muối nè, cái kia là tiêu rồi. Đó, bỏ vô, rồi. Rồi, sau đó là nó kêu mình, ủa nó kêu mình làm gì sao? Nó kêu là đổ một ít than nướng là cái gì? À, bỏ than, vô lò nướng. Nướng lên, bây giờ là lúc nướng các bạn ơi. Đây, 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 bỏ than nè, cái này là than đúng không? À, rồi. Ủa, than tại sao bỏ trong tủ lạnh chứ vậy? Ủa, ừ ha, sao đi mình bỏ than trong tủ lạnh chứ ta? Than để đây, than để đây chứ trời ơi. Ủa, mà cái này là cái tủ lạnh đó hả? Đúng rồi, tủ lạnh nè. Tôi tưởng cái này là cái máy sưởi, tôi thấy nó có khói nè. Trời ơi, giờ bỏ mấy cái ra đi, vậy tính ra là mình phải bỏ thịt bò trong vô trong tủ lạnh mới đúng á. Đúng rồi, bây giờ ông làm nó cháy lên đi. Đó, dùng mấy cái cục vàng vàng làm cháy này để tôi bỏ vô. Nhiệm vụ của tôi. Rồi Sammy bỏ đi, để Phong đốt lửa. Rồi đốt lửa nè. Cái này là gỗ, Rồi, chấm một quạt đốt nè. Rồi cháy rồi. Bây giờ mình sẽ xuyên vô miếng thịt đúng không? Đúng rồi. Ủa đâu phải? Giờ mình làm gì? À, để cho lửa cháy rồi ok, bỏ miếng thịt lên đây nướng đúng không? Đó. Ui, nghe tiếng xèo đảo vậy. Đó, bỏ hai miếng thịt lên. Thơm thơm. Ê da, tôi nhìn hai cái miếng thịt bò tôi thấy ngon quá. Sao mày, tôi ước gì cái game này có thật ngoài đời tôi ăn miếng thèm ghê. Trời ơi, ngon thật. Rồi flip đó, lật nó lại. Hả? Lật hả? Lật đó. Lật sao? Ủa lật sao vậy mấy bạn? Ủa lật sao ta? Hay là lấy cái này lật ta? Ủa không phải. Flip là rồi. Đây. À, bấm nút R để lật miếng bò lại. Ủa sao có miếng bò nó đứng luôn vậy? Ok rồi. Rồi nó nằm rồi. Rồi nó nằm rồi. Trời ơi như ảo thuật vậy bạn. Rồi, một miếng bò chín rồi, một miếng bò chín rồi. Đây lấy cái dĩa nè, lấy cái dĩa, tôi lấy cái dĩa cho. Đây. Ủa mà khoan, từ tôi tưởng là tôi với bà solo nhau mà sao cuối cùng của mình tôi làm vậy? Ai biết đâu. Thôi rồi. Vậy để tôi làm mẫu trước đi rồi Sammy sẽ làm sau nha, ok. Ê ê Sammy, sao nướng rồi tôi thấy cái miếng thịt nó biến thành màu đen luôn. Nướng cái gì vậy cho tôi vậy? Ông nướng cục đá hả? Trời ơi, đồ của ông thì ông nấu đẹp, đồ tôi nấu thấy gớm chưa? Trời ơi, thôi, Phong nghĩ là Phong sẽ nhường cho Sam miếng thịt này nè, đó, tôi nhường sao á. Trời ơi, ông quá đáng giờ. Bây giờ nhiệm vụ là phải trang trí sao cho miếng thịt nó ngon nè. Trời ơi, chưa gì thấy một miếng thịt bị hỏng thấy hơi buồn á, từ từ để đem vô thùng rác nè. Trời ơi. Không, đứng vô. Để ủa chứ sao? Mình trang trí lên, trang trí gì bà nội, miếng thịt bị khét rồi sao khách ăn được nữa trang trí? Trang trí thôi, bây giờ nhiệm vụ là trang trí đi. Giờ trang trí lên. Rồi rồi, đây đây, mình sẽ lấy cà chua ra nè. Đây, tôi cắt cần tây trước. Đó, rồi cắt cà chua ra, rồi. Ủa cắt sao? Ủa mày cắt. Không cái gì vậy? Ủa. Tránh ra. Tránh ra để tôi. Nè, Sammy cầm dao lên hiểu không? Sammy để vô, giữ chuột luôn. Ủa, không phải. Ủa sao ta? Ủa, không phải. Ủa, chưa. Ủa, chứ cần tay cắt sao? À. Phải tháo cọng dây thun ra, À. Thật quá vậy? Rồi mình lấy cái dao này mình cắt nè. Ủa không phải. Không, mình trang trí luôn. À, mình trang trí luôn. Mình tháo ra xong mình bỏ lên mình trang trí luôn. À ok ok hiểu. Rồi đó, bỏ hai lá luôn đi. Rồi. Xong. Rồi, ủa còn cà chua nữa không? Chưa cắt cà chua. Ủa. Có rồi. Ủa. Đó. Ủa đẹp quá vợ, bên tôi thấy gớm quá vậy, từ từ. Rồi, đợi xíu. Đây, ngón tôi đó đẹp chưa? Wow. Đẹp chưa? Cái này là... Ủa sao bà cầm cái dĩa kiểu gì? Rồi, sau khi làm xong cái món thịt bò rồi thì chúng ta sẽ đem cái món thịt bò này đem ra ngoài đây. Và sau đó để ra ngoài đây cho người ta. Đó, ai ăn tới lấy. Đó. Rồi, ok. Ok, đó, vậy là xong rồi đó Sam. Bây giờ ba mình sẽ ăn thử nha. Ba mình sẽ tới, ba mình ăn thử nè. Rồi, ba ăn thử cái món này cho con. Rồi ba chấm con 10 điểm nữa ba. Rồi, đây để ba coi ba ăn nè. Ba ăn thử cái này không ba? Ngon ba, ngon ba. Trời ơi, ba ăn ngon quá. Ba cầm con dao ba dơ lên trời. Ngon quá đúng không ba? Trời ơi. Ba ăn của con đó ba ơi. Rồi ba lau miệng kìa. Rồi ba ăn sạch sẽ luôn, không còn cái gì luôn. Wow. Rồi gì cái dĩa dơ mình sẽ đem để vô đây. Wow. Rồi cái dĩa của Sam. Rồi ăn ba không ăn ba ơi. Ba không thèm ăn luôn. Ba không thèm ăn luôn. Ủa gì vậy? Ba không thèm ăn dĩa của Sam luôn rồi Sam ơi. Thôi. Ủa sao vậy ba ơi?
chắc tại nó ghê quá. Cái này người ta gọi là thịt bò bóng đêm đúng không sao? Tức ghê luôn. Thôi, bỏ bóng đêm nó cũng tôi có bỏ giá thùng rác luôn, tôi bỏ thùng rác luôn rồi. Ok. Rồi ok, sau khi ăn xong rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bước rửa chén nha bạn. Rồi Sammy rửa chén đi. Cái này tôi nghĩ là công việc phù hợp cho Sam nè. Đây. Ủa lấy sao lấy cái gì vậy? Ủa đây hả? Sao bà rửa chén rồi bà cầm nguyên cái thùng lên. Ủa phải không? Ủa? Sammy chỉ cần vô đây nè, xong bấm chữ E thôi là được, hiểu không? À. Đó, rồi đó, vậy là xong. Cái gì mà bà thiệt luôn á. Rồi ok. Yeah. Rồi, từ nãy đến giờ mình với Sammy hai đứa mình đã đến cái phần nấu ăn đã hoàn thành luôn rồi nè. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phần mở cửa nha các bạn. Rồi, đón khách nè. Đón khách nè, những vị khách đầu tiên. Rồi, đón những vị khách đầu tiên để coi có khách nào tới không. Rồi, tạm biệt ba nha ba. Ba về cẩn thận nha. Rồi, ba tôi về rồi, bây giờ tôi chờ khách tới nè. Xin chào, có cái cô nào trời ơi, giống tóc tôi nè, vô đây ăn nè. Wow, cô này để tóc nhìn giống Sam quá nè. Cô ấy cần một miếng thịt bò, ok, thịt bò bít tết, ok, rồi, nấu, ok. À khoan, hồi nãy tôi nấu rồi, bây giờ Sam nấu đi. À, đã không, cô này lấy đây rồi, lấy đi luôn. Ủa sao nó còn ở đây để lấy vậy? Hình như mình để món đây sẵn cho người ta lấy. Hay quá vậy. Ủa nhưng mà hồi nãy tôi để lên có một dĩa mà sao ai cũng lấy được vậy? Nè. Ủa? Rồi hết rồi. À, có nghĩa là một dĩa nhiều người ăn được nha các bạn nha. À, một dĩa ba người. Rồi Sammy lại tính tiền đi. Đây, rồi tính tiền. Rồi tính tiền, cảm ơn chị nha. Trời ơi, dễ thương quá. Rồi tính tiền. Wow, rồi. Ai ăn ngon, ai cũng ăn ngon, cũng chỉ tay lên trời hết nè, đó. Trời đúng ơi. Quá trời luôn. Rồi anh thấy sao anh? Cũng ngon đúng không anh? Trời xuất sắc. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi dẹp dĩa. Rồi dẹp dĩa, cất dĩa vô. Rồi Sam rửa chén đi Sam. Cô anh cần ăn kìa Phong ơi, ăn thịt bò bít tết kìa. Chết rồi. Chết rồi, mình phải làm cho khách nhanh. Rồi, Sam rửa chén đi, để Phong làm cho. Rồi để thịt lên nè, để thịt lên lấy dao nè. Để em xíu nha mấy anh ơi, để em xíu nha. Rồi. Lấy thịt bò nè, bỏ ở đây nướng. Trời ơi chết rồi. Khách vô đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết. Quý khách đợi em xíu nha. Nè, té con nè, ăn chục rác đây vậy. Trời ơi, khách người ta chờ lâu quá, ta bỏ về hết rồi kìa. Trời ơi, mấy anh ơi. Mấy anh thông cảm, mấy anh đợi xíu, quán đông quá cho nên là em chưa kịp nướng thịt. Trời ơi. Để tôi chặn người ta lại anh ơi, đừng ra. Không có chặn người ta được đâu, mình phải làm đồ ăn thôi. Trời ơi. Rồi Sam ơi, chuẩn bị cho Phong cái dĩa nè để Phong làm đồ ăn nè. Sao Sam không chịu rửa chén đi? Đây tôi rửa xong rồi, đây nè. Rồi. Đây đồ ăn đây quý khách ơi, đây để em bỏ đồ ăn vô nè. Rồi. Ok, xong rồi quý khách ăn đi quý khách. Ủa sao giờ hết trơn rồi? Sao không còn ai vậy? Không, bây giờ bỏ dĩa xuống người ta đi về hết luôn á. Tôi vừa bỏ cái dĩa thịt xuống cái mọi người đi về hết trơn luôn các bạn ơi, không còn một ai hết. Trời ơi. Không sao, mình cứ để đồ ăn sẵn á, bây giờ mình về đi Sam rồi ngày mai mình quay lại. Ê nhưng mà tính ra mình làm việc từ sáng đến tối luôn nè Sam. Thôi bây giờ bọn mình đi về đi. Ngày mai bọn mình quay lại. Rồi về. Trời ơi, em tính ra mở hàng mở được ba người cái xong rồi ế nguyên ngày luôn. Trời ơi, tại bọn mình không chịu nấu đồ ăn nhanh á, do bọn mình làm chậm quá các bạn ơi, cho nên không ai vô hết trơn á. Ê, không sao đi về nhà ngủ đi. Rồi ngủ. Rồi, wow, tôi ngủ trong phòng còn Sammy là ngủ ngoài phòng khách luôn. Trời ơi, mở mắt ra thấy người phòng khách. Rồi, tôi ga lăng quá. Ok rồi, đi nè. Ủa. Ủa khoan, từ ông nào vậy? Có ông nào sao tự nhiên đến trước quán tôi đứng đây vậy? Hả? Ông này là vua đầu bếp. Wow. Wow, Sammy coi nè, hình như là ổng mời Phong gọi là đến gọi là nhà hàng của ổng hay là gọi là đến nấu ăn cho ổng hay gì nữa nào. Ủa, ngon lành Sam ơi. Trời ơi xịn quá vậy. Thôi giờ mình vô mình mở cửa hàng mình bán tiếp đi. Rồi mở quán ăn nè. Dạ kính chào quý khách. Trời ơi vừa mới mở cửa có một anh siêu ngầu bước vô. Wow, anh ấy muốn ăn thịt bò bít tết. Làm đồ ăn nhanh. Đây tôi đang cắt. Ui có cái có đồ dơ vậy. Ê, dọn cái đó. Sam ơi, nhìn nè. Hả? Cái đồ ăn ngày hôm qua bọn mình nấu nó bị hỏng rồi nè. Nhìn nè, trời ơi. Dục nhanh. Đây, tôi đem dục cho. Trời ơi. Nấu món khác liền nhanh. Đây rồi, giờ ông nướng bò đi. Đây để Phong nướng bò cho, Cắt miếng thịt bò ra nè. Đó. Rồi, sau đó là lấy miếng thịt bò bỏ lên trên đây nướng. Ơ khoan, hết than. Trời ơi, đây. Than. Bỏ than vô. Trời ơi, sao mà. Rồi. Lần đầu làm nhà hàng cho nên là chậm chạp quá, khách bỏ đi hết trơn. Trời rồi. Ơi, khách ơi, đừng bỏ đi khách ơi. Em. Rồi lấy thịt bò, thịt bò nè. Thôi mình không sao. Khách này đi thì có khách khác tới không sao hết. Hai cái dĩa luôn đó. Ê để tôi rửa luôn cái chén dơ còn lại nè. Đó, ok rồi. Sam đi vòng vòng. Hết cà chua rồi Phong ơi. Hết thì Sam đi mua đi. Trời ơi, cái chị kia chỉ bỏ đi luôn rồi do chờ lâu quá. Trời ơi.
Tôi đi mua cà chua anh cho, chờ tôi xíu tôi về liền. Chị ơi chị chờ em xíu ơi, chị nhanh lắm sẽ có đồ ăn liền mà, chị chờ xíu đi. Rồi ok, một miếng xong rồi nè, rồi bỏ cà chua lên nè, bỏ rau rồi. Lên nè, rồi rồi xong rồi nè anh ơi, xong nè anh ơi, đây một món rồi cho quý khách. Rồi xong một món rồi. Ok, món thứ hai đây bỏ lên trên dĩa nè, lấy cái này bỏ lên. Cà chua sao ơi, cà chua đây, cà chua. Ủa cà chua mua xong để đâu vậy? Mua rồi. Mà mua rồi mà tính tiền chưa? Tính tiền rồi. Trời ơi, tính tiền rồi đó mà còn để ở đây mà chưa đem về nè, trời ơi. Oh my god, tôi đâu biết đâu. Bà phải mang cái thùng về, hiểu không? Mang cái thùng về rồi. Sau đó là mình rồi, mở tủ ra nè, mình mở thùng ra nè, rồi mình bỏ vô trong. Đó. Rồi. Đây tính tiền, tôi tính tiền cho. Tính tiền rồi, ok. Rồi, ok, xong thêm dĩa nữa. Ôi, trời ơi, bán đồ ăn cái gì đâu mà khách vô khách đợi lâu cũng chết, xong khách bỏ đi luôn. Trời ơi, buồn quá. Sam ơi, hình như là tôi thấy có anh khách nào mang dép vô đây, dép dơ quá nè, Sam ra lau giúp Phong với. Đây nè. Đây Sam lau cái vết trong kia đi, để Phong lau vết ngay đây. Lau đi. Đây tôi lau nè, có chị nào ăn gì nè, Phong ơi, thiếu đồ nhìn lên. Thiếu hả? Đây, Phong mới làm xong một dĩa luôn nè. Sam vô cắt thịt bò cho Phong đi. Đây. Rồi đây, thêm một miếng thịt bò nè quý khách. Dạ đây. Đây, hết thịt bò rồi, để tôi mua đi mua thịt bò đây. Trời ơi, hết nhiều quá vậy. Thôi để Phong đi mua cho, thôi Sam mua, Sam để quên nữa. Thôi để Phong. Mình sẽ chạy qua bên đây mua thịt bò nha. Ô hello anh Caron. Cho Phong 1 ký thịt bò thật tươi nha. Ok, rồi tính tiền. Rồi cảm ơn Caron nhiều nha. Rồi về. Ủa sao mình mới bán xíu rồi. Trời tối nữa rồi. Nhanh quá vậy. Ủa sao nhanh quá vậy? Tôi mới bán có xíu rồi, trời tối luôn á. Tính tiền cho tôi. Rồi đây. Đây là dạ đây, em tính tiền anh ơi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn mấy anh. Rồi dẹp để dẹp chén dơ nè. Bán hàng rồi. Mệt quá trời là trời. Dạ rồi cảm ơn chị nhiều nha. Trời chị ngầu quá. Cảm ơn chị nhiều. Wow ok. Ây, trời tính ra là tôi tưởng bán nhà hàng dễ lắm, bưng đồ ăn cho khách là xong, ai về đâu mà phải đi chợ nè, nấu nướng cái kiểu mệt ơi là mệt. Ủa, luôn các bạn. Trời, không phải lắm. Là dễ đâu nha. Trời ơi. Rồi sao? Sam làm thêm 2 dĩa nữa hả? Rồi làm cho chắc ông hiểu không? Mệt lắm. Ơ nhưng mà khoan Sam ơi. Sam. Gì vậy? Tính ra cái vấn đề á là bây giờ mình làm thêm 2 dĩa nữa, nhưng mà bây giờ trời tối rồi đâu có ai ăn đâu mà mình làm chi. Ừ đúng không ta? Đúng rồi. Mà để qua ngày hôm sau là nó bị hỏng rồi. Trời chết ơi. Rồi. Thôi mới về tôi nhà tôi ăn. Thôi đem về nhà ăn luôn đi chứ giữ làm gì thôi. Trời ơi, mới về nhà ăn cho biết sao vậy? Thôi vô. Trời ơi. Ủa mà sao? Mới bán có xíu mà trời tối rồi ha, kỳ vậy? Hay biết đâu. Trời ơi, trời thôi đem về ăn luôn. Em về ăn luôn bạn, xem hoạt hình đây Doraemon sao, đây. Rồi. Coi hoạt hình Doraemon rồi ăn thôi. Đi ra đây coi. Ngồi ăn coi đi. Ngon, ngủ không đâu rồi, ông ăn đi. Mệt quá à, thôi đi. Vô ngủ ra trời. Rồi, ok đi ngủ. Rồi, ok 500 anh em. Nói chung là ngày hôm nay tôi với Sammy đã cùng nhau chuyển qua từ làm tiệm net, bọn tôi chuyển qua làm nghề đầu bếp, nhưng mà có vẻ thấy nó hơi bất ổn mấy bạn à. Gì mà vô nấu đồ ăn rồi để đồ ăn thiêu rồi làm rơi đồ ăn xuống đất rồi tùm lum tùm la hết trơn á. Nhưng mà không sao, bọn mình sẽ cố gắng để mở to cái nhà hàng bọn mình ra, biến bọn mình trở thành những ông chủ bà chủ nhà hàng xịn nhất trong game nha các bạn nha. Ồ ok, Sammy có gọi là đồng ý cố gắng cùng với Phong để chúng ta cùng nhau nấu đồ ăn không? Tôi không biết là tôi có trở thành tỷ phú không, chứ thấy nó hơi bất ổn với mọi người. Tôi thấy Sammy làm cái gì nó cũng bất ổn với bạn. Ok. Có vậy kết thúc video tại đây nha, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. See ya. Bye.